chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, chưa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều đắng cay, Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Tình đời sẽ còn nhiều đôi tay, Chúa vẫn luôn ở với ta. Nghe chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều dối gian, Chúa vẫn luôn ở chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Cuộc đời sẽ còn nhiều lắng lo, Chúa vẫn luôn ở cùng ta. Đường đời sẽ còn nhiều gian nan, Chúa vẫn luôn ở với chim hót líu lo đón chào ngày mới đến, Chúa mời gọi con bước đi theo người vào trong cuộc đời. Một ngày vui tươi hãy sống cho tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi đem niềm vui về cho mọi người. Ngài nâng đỡ, ủi an con từng giờ.
cho con thấy yêu đời. Tình Chúa ôi tuyệt vời, đẹp tựa ánh mắt trời giữa không trung ngời sáng, cho con thấy yêu đời. Tình Chúa luôn gọi mời, hỡi ai còn lạc lối, hãy tìm về sớm tối, đền đáp ơn tình Cha. Tình Chúa ôi bao la, xin cho con bình yên giữa dòng đời chuẩn chuyên, cho con thôi muộn phiền giữa dòng đời chuẩn chuyên. Tình Chúa con hững hờ, tình đời con dệt thơ, để rồi một chiều mơ cho hồn con tiếc nhớ. Bàn tay Ngài nâng đỡ ủi an con từng giờ, con nào thấy bơ vơ. Bàn tay Ngài nâng đỡ ủi an con từng giờ, con nào thấy bơ vơ. Tình Chúa ôi tuyệt vời, đẹp tựa ánh mặt trời giữa không trung ngời sáng, cho con thấy yêu đời. Tình Chúa ôi tuyệt vời, đẹp tựa ánh mặt trời giữa không trung ngời sáng, cho con thấy yêu đời. Tình Chúa luôn gọi mời, hỡi ai còn lạc lối, hãy tìm về sớm tối, đền đáp ơn tình Cha. Tình Chúa ôi bao la, xin cho con bình yên giữa dòng đời chuẩn chuyên, cho con thôi muộn phiền giữa dòng đời chuẩn chuyên.
đưa lối con ngại chi. Đường xa dù bao khó nguy, đi cùng Chúa con sợ chi. Trên con đường trần gian, cho dẫu còn gian nan, Chúa luôn ở cùng con, sớt chia nỗi buồn của con, Chúa vui nỗi vui đời con. Nhìn trời cao lòng thầm mơ ước, cho con ngày đêm được gần bên Chúa. Chúa ơi xót thương đời con, sống năm tháng trên trần gian, cho đời con sống thanh nhàn. Chúng ta cùng
con về ăn đấu bài chị cùng có dèm nhất với có hết cả dễ có khổ luôn. Phẩm phục sinh ngày thứ bảy bài
cái sáng tạo sáng thế mà chúng ta đang nghe. Sau khi Chúa dựng định làm đẹp thì làm bảo tồn của nó, nhưng mà ngược lại mặt khác thì cái sự sống đấy là gì? Việc gì mà cha đạo hơn bao giờ hết, giết cho chết, nhiều khi chính mẹ chính bố giết con cho chết ở đồng rừng. Đừng để chiến tranh xảy ra, cái sự sống ở nơi con người là một cái điều bình thường đã vậy. Có người trân trọng sự sống của mình và có người cũng hoang phí cái cuộc đời của chính mình nữa. Đấy, một vài tư tưởng để chúng ta thấy rằng từ Chúa sống lại, từ Chúa đem sự sống mới cho chúng ta, để chúng ta nhận định như thế nào về cuộc sống của chúng ta sau bắt khổ. Lười, chẳng có lý do gì chính đáng chúng ta bỏ lễ chủ nhật lễ chào chúng ta bắt khổ. Thì cái việc này phúc đức mà chúng ta phải làm cho Chúa, yêu mến Chúa hết mình, rồi tất cả trong cuộc sống trần do định luật con người, xây thánh giá cấm mà lòng đất. Nhưng mà một mặt xây thánh giá cũng lại là hướng về trời cao. Chúng ta thấy rằng ở nơi nhân loại con người, nguyên tổ Adam đã để tội lỗi tràn ngập nhân loại, bệnh hoạn đau buồn, tất cả mọi sự chỉ vì tội lỗi gây ra. Chúng ta nhớ lại đêm thứ bảy hoặc phục sinh là làm đạp lên đấng chịu chết, mà đấng chịu chết đó là ngôi hai con Thiên Chúa. Ngôi hai con Thiên Chúa đã chấp nhận để vâng lời Thiên Chúa Cha đến nhân loại con người để lấy lại sự sống yêu nhiên, và tội lỗi đã trở nên hồng phúc cho chúng ta qua sự thương khó. Qua chúng ta có ý rằng Chúa hiện đến cho chúng ta thôi. Ý kiến của phục sinh của Chúa sẽ luôn luôn là hiện diện trong cuộc đời của chúng ta, mà nếu chúng ta nhìn nhận chỉ là của chúng ta tương lai sau này, sẽ không còn là một cái lời hứa hão hay là nguyện vọng hão huyền nào nữa, mà nó là hiện thực. Bởi vì chính ngôi hai con Thiên Chúa đã một niềm hy vọng về đấng phục sinh là Chúa Thiên Chúa Thiên Chúa. Cho nên mỗi một con người chúng ta sao tạo hôm nay, sau một lần đi nghiệp riêng trong tòa cáo trạng, chúng ta hãy lấy lại sự sống mới của mình, cái sự sống mới mà chính Chúa phục sinh mang lại cho chúng ta đó, không chỉ đến với chúng ta nơi cuộc sống mai hậu, mà còn là biến đổi ngay từ cuộc đời trần gian này. Chúng ta chia sẻ sự phục sinh của Chúa Kitô ngay từ cuộc đời này, bởi vì cái sự sống mới đó mà Chúa Kitô đã đem đến với chúng ta phải cảm nếm thấy ngay từ cuộc đời này. Chúng ta cần phải sống theo tuyên ngôn như bạn Thánh Phaolô đã bảo rằng, hãy tưởng nhớ đến những sự trên trời mà được nghĩ rằng đã bồi thêm nhẹ cho mỗi chúng ta. Thưa đồng đoàn, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta về cái ngày của cái giờ của Chúa Thiên Phú Tân về cái hành hương, cũng như là kết hợp cùng với gia đình tha quyến của nữ tu để được về cái điểm trọng cho Kim Tấn tháng 3 vừa qua. Ngày hôm nay theo nguyện vọng của gia đình, chúng tôi dâng lễ tạ ơn cho chị Maria Trần Thị Hồng. Chị sinh trong một gia đình người anh chị em, nhưng mà chúng ta rất gầy gò, tới tuổi 11 thì chị đã không còn không là bố nữa, và đã tá túc được cha chúng tôi là cha Liên, cha xứ của Tân đã giới thiệu đến bà mẹ của nhà dòng trẻ non để tìm hỏi thương họ, và sau đó thì liên lạc cho chị ở nơi nhà dòng lại của chúng ta, mà trước đây đã thấy trên 2 năm tôi vẫn là cha xứ. Ngay thì cái quyền cha xứ đó đã thuộc về cha Minh Xe của Ngọc Tuấn, tất cả các chị em của nhà bạn. Và đến nay thì về thêm đã tuyển chọn được thánh chọn trong cuộc đời cần hiến một nữ tu đạo. Trong cái tinh thần này, với giáo đoàn, với địa phận, cũng như là với xứ họ, hay là đặc cách của họ kim đồng, đặc cách hơn nữa là của gia quyến, chúng ta vui mừng bởi vì ơn Chúa đã đến cho chúng ta, đã đổi mới con người của chúng ta, hay là nói một cách đặc cách trong tinh thần của ngày lễ hôm nay. Chúa đã đổi mới tâm hồn hiến cộng đoàn chúng ta, cũng như là sứ đoàn phú họ đi đồng. Chúng ta cầu nguyện để thêm tất cả những dân số hối học không dân tu và cả nam tu thiêng liêng cũng được dâng lễ tạ ơn ngày hôm nay. Đấy là một cái điểm yên đời anh em của hàng gia đình yên đời ngày hôm nay.
kinh như là gia quyến của chị Mai Gia cái gì đó. Thế thì đấy là một vài cái tư tưởng chúng ta bỏ qua theo lễ tục kinh ngày hôm nay. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa đổi mới, xin Chúa cho chúng ta có một sống mới để một ngày mai chúng ta vừa qua trên nước trời không biết đâu như thế này mà còn có thể lâu hơn như thế. Ta sống là tài khoản liên quan một trang sử mới đã mở ra cho nhân loại. Trong niềm hân hoan cảm tạ, chúng ta cùng nâng lên với lời phật nguyện. Đức Kitô cũng xin ra đem là niềm vui lớn cho hội thánh, xin cho các phần tử của hội thánh luôn vẫn khởi trong Chúa phục sinh và hăng hái lên đường loan báo tin mừng cho mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện. Để ánh sáng phục sinh luôn bừng lên trong chúng con và lan tỏa cho mọi người. Chúa là đấng hằng sống hằng trị muôn Chúa ơi, thân con là thân.
Yeah.
Ngài đã gieo lời Chúa
Hoa hồng đã nở. Con xin cảm ơn.